Vâng, chào bạn, chào mừng bạn đến với series về lập trình Java. Chúng ta sang bài thực hành số 1. Tôi ghi. Thực hành 1. Hay ta ghi kiểu này đi. V1.1 nghĩa là bài lab 1, bài số 1. Chúng ta ghi xem bài thực hành 1 là chúng ta làm cái gì xem nào. Xuất ra màn hình với định dạng họ tên điểm. Tức là xuất dữ liệu ra màn hình. Ok. Xuất dữ liệu ra màn hình với Java. Xuất dữ liệu ra màn hình với Java. Ok. Thế thì các bạn chú ý cái bài đầu tiên này thì chúng ta phải cài đặt. Các bạn phải cài đặt NetBeans nếu như bạn chưa cài đặt được nhé. Thì giới thiệu qua một chút cài đặt NetBeans này. Thứ nhất là chúng ta cài đặt như thế nào. Đây. Thứ nhất là chúng ta bước một là cài đặt JDK chứ. Ok. Bước 2 là cài đặt NetBeans. Thế thì các bạn chú ý nhé. Ở đây mình đang dùng NetBeans 8.2 cho nên các bạn có thể download cái bản đấy về. Bản gõ này này. Download. NetBeans 8.2 with JDK. Đấy. Nhớ. JDK này. Download NetBeans 8.2 with JDK các bạn nhé. Đấy. Ok, thế thì nó sẽ ra cái kết quả đầu tiên. Bạn nhớ là search cái từ khóa này nhé, search từ khóa này. Đây, search cái từ khóa này ok. Sau đó chúng ta sẽ từ khóa này chúng ta kích vào cái đầu tiên này 8.2 đi, không phải 8.02, 8.2. Bạn đăng này về. Ok. Và cài đặt một cách bình thường. Nhớ nó sẽ yêu cầu bạn phải đăng nhập gì đấy thì bạn đáp ứng yêu cầu của nó. Ví dụ nó bảo là sign in thì bạn phải sign in kiểu thế. Miễn là sao bạn download được cái đấy về, chọn accept license này. Download cho mình cái NetBeans nhé. Đây này. Ví dụ bạn dùng Windows bản 64 bit thì ta nên download cái này. Bản 32 bit thì ta nên làm cái này. Ok, cứ download đầy đủ về rồi cài đặt bình thường. Sau khi cài đặt được ấy, tức là khi mà download về bạn cứ đánh 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 là nó sẽ cài đặt được nhé. Nhưng mà nhớ phải download đúng cái bản này nhé. JDK U gì đấy with NetBeans 8.2 này. Ok. Nếu bạn nào cảm thấy mà chưa nhớ được cái đường link này thì các bạn có thể gõ lại cái đường link này nhé. Hoặc đơn giản nhất là bạn nên download NetBeans 8.2 with JDK. Lấy kết quả đầu tiên, kích vào đây. Thì nó ra đây và ta kích vào accept action ta download. Được chưa? Download về cài đặt xong thì hình ảnh sau khi cài đặt nó sẽ được hiển thị ở cái hình ảnh nó sẽ như thế này. Bạn nhìn cài đặt xong thì nó sẽ có cái hình ảnh. NetBeans đâu nhỉ? NetBeans. Đây này, NetBeans này. NetBeans như này. Bạn nhớ chọn là cài full nhé các bạn nhé. Cài full tức là cài tất cả. Thế nhỉ? Thì cái hình ảnh nó sẽ ra biểu tượng như thế này. Ok. Thế bây giờ mở chương trình NetBeans ra. Sau khi cài xong mở ra thì ta sẽ có kết quả như thế này. Mình nhắc lại một lần nữa để chúng ta để mà cài đặt thì chúng ta nhớ cài đặt cho mình cái NetBeans 8.2 nhé. Tối thiểu là như thế. Thì bạn lên bạn gõ là download NetBeans 8.2 with JDK, nó sẽ download cho bạn. Và bạn download cái bản này nếu bạn sử dụng Windows 10 64 bit. Ok. Rồi. Thế là bạn cứ thế bạn cài đặt thôi là nó sẽ lên. Còn nếu nó yêu cầu JDK, chắc là có JDK rồi. Nó yêu cầu JDK thì ta download ở đây rồi. Cài đặt lên là chắc chắn là sẽ chạy. Nào bây giờ sau khi đã mở được như này thì hình ảnh nó sẽ tạo một cái, khi mở lên giao diện nó sẽ như thế này.
Bây giờ bạn sẽ tạo một thư mục mới. Ví dụ như mình lưu các cái bài lập trình mình lưu đây. Các bạn view thư mục demo. Mob 1014. Ví dụ thế. Thế bây giờ chúng ta quay trở về bài toán của chúng ta. Đấy là chúng ta viết chương trình cho phép nhập họ tên sinh viên từ bàn phím và xuất ra màn hình. Như vậy chúng ta sửa lại một chút cho nên là nhập và xuất. Nhập và xuất dữ liệu ra màn hình. Ok. Đây là yêu cầu nhé. Nào thế bây giờ để làm việc này ta làm như thế nào? Bạn vào đây và tạo một project mới. Đây, các bạn gõ đây chưa có gì, ta chọn này. File, New Project. Chúng ta chọn Java, Java Application. Đấy, Text. Bạn chọn đường dẫn lưu này. Thì đường dẫn của mình lưu là mình lưu trên desktop. Và chọn ở trong cái phần này, đúng chưa? Demo. Bây giờ application mình ghi là lab 1 phải tắt tiếng Việt đi. Bạn ghi là lab 1 rồi, lab 1 là được rồi, ta finish. Thì bạn sẽ thấy cái chương trình đó đầu tiên hiển thị như thế này, đúng không? Rồi. Ok. Thế bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái bài đầu tiên là lab 11. Thì chúng ta chú ý là nhập xuất dữ liệu, đúng nhỉ? Thì rất là đơn giản bài toán như thế này. Nào, bây giờ ta quay trở về phần yêu cầu, đây là gì nhỉ? Nhập họ tên và tên sinh viên. Thế thì ở đây bạn thấy rằng là cái nhập họ tên ấy thì chúng ta sẽ dùng một cái là như bạn vừa học phần lý thuyết ấy, thì chúng ta sẽ dùng là scanner nhé. Scanner. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện như thế này. Ta thực hiện sao? Bạn gõ như thế này. Rồi, bạn sẽ có đây. Scanner. Bạn thì gõ chữ scan nhé. Cắt dấu cách. Đấy. Bạn chọn xuống dưới này, dùng cái dấu mũi tên, bạn enter. Đấy. Scanner. Đấy, scan. Dạ. Yeah. Bằng gì đây? Bằng new. Scanner. Truyền vào system.in. Ok. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện là system này .out.println này đâu, đúng không? Bạn ghi là nhập họ tên, họ và tên hai chấm, và ở đây chúng ta sẽ đọc là string họ tên nhỉ, sẽ bằng gì đây? Scanner chấm next line. Ok, đấy là đợi người dùng nhập vào nhỉ. Sau ta lại ghi tiếp system chấm out chấm print. Ok, các bạn cứ ghi này, print line đi. Sau tiếp theo nhập là gì? Điểm trung bình, đúng không? Điểm trung bình lại string điểm hay là double điểm trung bình sẽ bằng scanner chấm next double. Đấy. Tức là ở đây chúng ta nếu mà string thì sẽ là next line, double thì là next double, in thì là next in, thì như vậy. Đấy, thế thôi.
Thế bây giờ chúng ta nhập cái, đây là nhập, phần này là phần nhập nhé. Đây là phần xuất dữ liệu trên màn hình, tức là in dữ liệu vừa nhập sang màn hình. Thì ta sẽ dùng cái là, ví dụ như ta sẽ dùng là in dữ liệu màn hình, ta có system này, chấm out, chấm print nhé. Thế trường hợp này bạn sẽ dùng print là vì truyền tham số, cho nên print ta dùng print f đây nhé. Ok, thế ở đây chúng ta sẽ dùng là, ví dụ như các bạn còn nhớ cái phần trăm không, đúng chưa? Ta có này phần trăm s nhỉ, tiếp theo gì, phần trăm f và ta ghi ở đây là sẽ có hai tham số nhỉ, bao gồm có họ tên. Đây là code xong. Nào bây giờ để chạy chương trình thì ta sẽ thực hiện như thế này. Bấm phải chuột, chọn run file. Để các bạn sẽ thấy, để xem kết quả là như thế nào. Đây, nhập họ tên đi, bạn nhập họ tên đi. Họ tên là Nguyễn Văn A. Điểm trung bình, ví dụ bạn ghi là 6.5. Đấy, như vậy ta có in ra là Nguyễn Văn A và gì 6.5 nhé. Đấy, như vậy bạn có thể ghi là, nếu bạn muốn chỉ có 3 chỉ số thì có ghi chấm gì, chấm 3 nhé. Ghi những điểm vào đây. Nếu bạn muốn ghi chi tiết hơn, như vậy ta có này, sinh viên 2 chấm cách ra phần trăm F đúng không, phải căn dấu cách à, thế này đúng không? Điểm đúng không? Nào bây giờ chạy lại, chọn run file, bấm phải chuột chọn run file. Trần Văn B chết. Điểm trung bình là 4.22. Như vậy ta có sinh viên Trần Văn B 4.22 điểm. Ok. Đó là nội dung của bài tập số 1. Đấy là in dữ liệu ra màn hình nhập và xuất. Như vậy ở bài này, hệ thống lại kiến thức một chút là chúng ta sử dụng cái gì, scanner, gì scanner chấm lệnh line, scanner chấm lệnh double để chúng ta nhập dữ liệu. Xuất dữ liệu ta dùng system chấm out chấm print, cái phần trăm s là chuỗi, phần trăm f là số số thực, và truyền các tham số họ thêm một điểm ra. Ok, như vậy xong các bạn nhé.